Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tắt cái biểu tượng bán hàng, tức là Marketplace ở trên thanh lối tắt của Facebook nhé. Bạn nào mà muốn tắt hoặc là bật lên thì các bạn hãy theo dõi và các bạn có thể thay thành cái biểu tượng khác ở trên đó nhé. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tắt cái biểu tượng là biểu tượng bán hàng ở trên thanh lối tắt ở trên này nhé. Đây các bạn nhìn này, đó cái biểu tượng mà biểu tượng bán hàng ở trên thanh lối tắt này này. Rồi thì để mà tắt được ấy thì các bạn hãy thực hiện cho mình như sau nhé. Đó, hoặc là các bạn muốn bật thì các bạn cũng có thể làm ngược lại. Các bạn vào biểu tượng dấu ba gạch này. Sau đó thì các bạn hãy kéo xuống cho mình mục cài đặt và quyền riêng tư nhé. Rồi, trong mục cài đặt quyền riêng tư thì các bạn tiếp tục chọn cho mình cái mục là cài đặt ở đây. Rồi, sau khi các bạn chọn mục cài đặt thì nó sẽ xuất hiện ra cho các bạn cái mục là cài đặt quyền riêng tư ở trên trang cá nhân. Thì các bạn sẽ nhìn xuống ngay cái phần là tùy chọn này, có cái phần là lối tắt ở đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây này, lối tắt ở đây này, các bạn chọn vào nhá. Ok. Và trong cái mục lối tắt thì có hai mục là thanh lối tắt và dấu chấm thông báo. Thì các bạn hãy chọn cho mình cái mục là thanh lối tắt ở đây nhá. Đó. Thì như các bạn đang thấy thì cái biểu tượng bán hàng đây này, Maker Plate này, đó, nó sẽ là đang là tự động nhá. Đấy, ví dụ như các bạn không muốn hiện nó ở trong cái phần thanh lối tắt ở trên trang cá nhân nữa. Đó thì các bạn hãy chọn cho mình là nút ẩn ở phía dưới này. Đó, ẩn nhá. Rồi, và có câu thông báo là đã ẩn thành lối tắt. Vậy thì cái phần đây này, lối tắt ẩn này các bạn nhìn xuống phía dưới nó sẽ có cái mục là Maker Market đấy, đó. Rồi. Và ngược lại nhé, nếu bạn nào mà chưa có thì các bạn hãy vào cho mình cái mục này của bạn cũng chọn hiện lên. Đó, ví dụ các bạn chọn là ghim vào thì nó sẽ hiển thị ở trên phần thanh lối tắt. Đó. Còn các bạn muốn ẩn đi thì các bạn làm như vừa rồi là xong. Đó. Tương tự những cái biểu tượng khác các bạn cũng thực hiện tương tự nhé. Ví dụ như watch này, hoặc là trang này, bảng feed này, nhóm các thứ nhé. Đây, ở những cái này thì nó là toàn là tự động nhé. Đó. Các bạn muốn ghim cố định cái ứng dụng nào ấy thì các bạn hãy chọn cho mình là ghim cái ứng dụng đó và tối đa được 3 cái lối tắt đến những gì bạn hay dùng. Đó. Các bạn lưu lại được 3 cái nhé. Các bạn ghim được 3 cái. Rồi. Đó, đơn giản như thế thôi. Các bạn thực hiện thành công thì để lại cho mình một comment ở phía dưới nhé. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.